Thưa sư, mong sư hoan hỷ giúp con không biết là khi một vị tăng mất đều sẽ sám hối trước đoàn thể tăng hay sao? Sám hối đó giống với di huấn chỉ bảo đệ tử trong tự không dạ sư? Nếu vị tăng đó mất bất ngờ hay cũng có tuổi có bệnh mà không kịp sám hối thì xem như không có luôn, hoặc chỉ là đệ tử làm giúp hạ sư? Nói như thế này nè, là các cái vị tỳ kheo á, đặc biệt là các cái vị tu thiền, một cái điều sư đặc biệt trải nghiệm khi mà qua các cái việc thiền đó là các vị thường xuyên sám hối. Thứ nhất á, là sám hối vào cái giờ ăn, tại vì giờ đó là cái giờ dễ gặp nhau nhất. Cái thứ hai á, là sám hối trước khi đi ngủ. Mục đích là gì? Để cho giới hạnh của mình được trong sạch và cái chuyện hành thiền nó được dễ hơn. Và trước khi đi ngủ sám hối á, là để phòng khi mà mình có đi lên, mình không đi xuống nữa, mình có mệnh chung luôn á, thì mình cũng sẽ chết với một cái giới hạnh trong sạch. Thì chính bởi vì như vậy cho nên là có nhiều vị khi mà chuẩn bị mệnh chung á, thì các vị đó sám hối nhằm mục đích gì? Nhằm mục đích dễ để cho giới hạnh của vị đó được trong sạch trước khi mà mệnh chung thôi. Đây là một cái điều tốt đẹp, chứ không phải là như là quý vị tưởng tượng là di huấn rồi này nọ kia thì cũng không tới mức độ đó. Tại vì ở trong chú giải Pháp Cú có một câu chuyện là một vị tỳ kheo á, lỡ lập đứt một cái lá nhưng mà không có cơ hội gặp một vị tỳ kheo khác để sám hối, và khi mệnh chung á, do cái nghiệp đó cho nên là vị này sanh vào cái loài Long Vương đó. Và vị này rất là đau buồn bởi vì chỉ bởi vì một cái nghiệp như vậy thôi, nghiệp nhỏ thôi mà không có cơ hội sanh làm người vào thời kỳ có chánh pháp đó. Cho nên là do lý do đó cho nên Chư Tăng vẫn giữ cái thông lệ là thường xuyên sám hối. Cái vấn đề này không biết sư Tuệ Tường có bổ sung gì hay không? Bị mất âm thanh, mất âm. Dạ thưa Hai Đại À, Đức, nghe rồi. dạ, vừa rồi thì Đức Hạnh Tuệ trình bày rất là đúng trên tinh thần mà gọi là sám hối. Nhưng mà ở đây thì ở đây cái câu hỏi này, nó có một cái vấn đề này mà sư sợ rằng là quý sư thì hiểu rồi, nhưng mà rồi quý sư giải thích, quý sư hiểu, quý sư giải thích, nhưng mà lỡ khi lại quý sư lại giải thích mà nhiều nhiều, có nghĩa là một số vị lại không hiểu điểm nào. Là ở đây là cái vấn đề là như vậy, con không biết là khi một vị tăng mất đều sẽ sám hối trước đoàn thể thì ở đây á, nó nếu mà chưa không có nói rõ cái vế này á, thì đôi khi một số vị á, sẽ rất dễ nhầm lẫn, thì đôi khi nghĩ là cái này chắc là một cái điều giới, một cái điều học, có nghĩa là bắt buộc là phải trước khi chết là phải sám hối, đúng không? Thì xưa quý vị, ở đây á trong cái bối cảnh này thì không thể hiểu á, là ở đây là một cái điều học, là bắt buộc phải sám hối trước đoạn chấp hối mà trước khi mất đó, đúng không? Để Đức Hạnh Tuệ á, cũng đã nói cho quý vị biết rõ đó, nhưng những chuyện truyền thống bên Miến đi đó, là trước giờ ăn hay là mỗi sáng quý sư đi bát, quý sư đều sám hối. Có nghĩa là sám hối ở đây là thuộc về cái bổn phận, quý vị, bổn phận. Có nghĩa là khi mà thọ nhận, trước khi thọ nhận vật thực, thọ nhận cái sự cúng dường của thí chủ, thì chư đại đức tăng ngồi lại để sám hối cho trong sạch. Sám hối ở đây là quý vị phải hiểu từ sám hối này không phải là có lỗi mới là sám hối, vì hiểu không ạ? Gì đó, đôi khi chúng ta, tôi không giải thích dễ, rất rõ vì nó trời, chắc mà mấy ông sư kìa ngày nào cũng sám hối, chắc mấy ông phạm lỗi dữ lắm đó. Đôi giờ chúng tôi giải thích rõ, mà có nghĩa là lường trước cái vị, giống như lường trước có nghĩa là phòng bệnh hơn chữa bệnh đó, cái vị hiểu rõ như vậy đúng không?
để nhằm khi quý vị mà may để quý vị qua qua bên trường các trường thiền ở bên Miến hay là ở bên Thái Lan. À, quý vị thấy ủa sao mỗi buổi sáng chư tăng đi bát mấy vị tỳ kheo lúc nào cũng sám hối, dân chắc không phạm, phạm tội mới cần sám hối đó, không phải được, gọi là phòng bệnh nên trị bệnh. À, đó là trên tinh thần như vậy. Có là thuộc về với mấy thứ hai thuộc về ý thức nữa. Đó. Cho nên đó là chúng tôi xin nói rõ ở đây, đúng không? Để nhiều khi lỡ quý vị không hiểu, bị nói mai mốt đó là có xảy ra trường hợp gì. Này nói chung là ông nhớ nha, có nghĩa là Thế Tôn dạy, Thế Tôn dạy là trước khi chết phải sám hối nha, không chi chết sám hối là phạm giới, đúng không? Chúng tôi là sợ quý vị hiểu sai cái đó đó, đúng không? Cho nên chúng tôi xin nói rõ vấn đề này thêm cho quý vị hiểu. Dạ, cũng xin kết thúc cái câu trả lời ở đây. Dạ, không biết đại đức Hạnh Tuệ có bổ sung gì thêm. Dạ, xin cảm ơn. Thì sư có thêm một cái bổ sung nữa, đó là đây cũng là một cái truyền thống đẹp, giống như là ngài Xá Lợi Phất hoặc là các cái vị trưởng lão lớn á, khi các ngài gần viên tịch á, thì các ngài thường có một thông lệ là nói sám hối với chư tăng. Đại loại là cái khi mà tôi ở chung với chư tăng á, thì thân khẩu ý của tôi mà có vô tình làm cho chư tăng phiền á, thì mong chư tăng tha lỗi cho tôi. Đấy, đây là một cái kiểu, một cái thông lệ đẹp thôi. Và chư tăng thì khi đó thì cũng có nói là thì khi mà sư huynh ở đây thì cũng không có làm cái gì cho chúng tôi phiền đâu, và chúng tôi cũng sám hối với sư huynh là nếu như mà thời gian mà ở chung với sư huynh đó mà chúng tôi có làm gì sư huynh phiền thì cũng mong sư huynh bỏ qua. Thì đây là một cái thông lệ đẹp thôi. Quý vị hiểu như vậy đó thì quý vị sẽ thấy là cái đời sống của chư tăng á, là một đời sống rất là đẹp. Và bởi vì mình lo, mình không muốn là cái hành động lời nói của mình á, làm cho người khác bị buồn, đơn giản như vậy ha. Xin mời sư Chánh Tâm có bổ sung. Cái người sám hối này nó giống như một cái bổn phận của người tỳ kheo đó, chứ tức là không phải, không nhất thiết tôi phải lỗi lầm tôi mới sám hối. Cái này giống nó giống như mình, ví dụ như bây giờ tôi ở trên chùa Nam Tông á, trước khi tôi đi, tôi sẽ sám hối sư cả, tôi sám hối sư huynh tị. Xong quá trình con ở đây con có điều gì vô tình hay cố ý, thì xin hai vị, xin sư cả là xin tiền tệ rộng lòng bỏ qua, rộng lòng thứ tha gì đó. Thì đây là một cái bổn phận, chứ không có nghĩa là mình có tội hay không đó. Nhưng mà mình sắp đó, cái này giống như là một cái rào đó, một cái dự phòng, lỡ mình có thì sạch thì người ta bỏ qua, nó gọi là nó kêu bằng là để tránh trường hợp mà khi mình đi rồi mà mình nhớ là mình có phạm tội rồi sao, mình có lỡ có làm gì rồi sao. Chứ sự với cái sự bổ quý vị đó sẽ tôi ghi nhận, thì nó sẽ đỡ cái sự ra rứt, nó sẽ đỡ mình nói sao không hiểu đúng hay sao. Nhưng mà quý vị hiểu là giống như là mình xin lỗi, với mình xin lỗi có không có thì tôi cũng xin lỗi một cái để làm chi, để lỡ tôi bước ra ngoài tôi có thấy cái ăn chết thì cái giới hạnh tôi nó tròn, nó trong sạch, chứ không nhất thiết là có tội hay không mới sám hối. Và ở đây để nói lại câu hỏi, ở đây là nhưng ở đây tôi ngửi được cái mùi là khi mà cái câu hỏi này giống như là trước khi chết thì mình sám hối để tiêu nghiệp hay gì thì nó không có nha. Cái này là một cái không có bao giờ, tại mình có la là mình học luật, mình sẽ hiểu cái a ba tí của vị tỳ kheo hàng ngày nó quan trọng như thế nào đối với giới hạnh, chứ không phải là khi trước khi mất mình sám hối vậy là mình được sanh lên cõi trời hay là mình được tiêu trừ nghiệp, hay là ở đây nó là đệ tử sám hối giùm, không có chuyện sám hối giùm nha quý vị, nhắm có chuyện là đi sám hối giùm. Thì, hôm qua câu hỏi mới.